phần bóng tối, điều học thứ bảy. 205. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni trong khi đi đến thành Savatthi, trong xứ Kosala, nhằm lúc chiều tối, đã ghé vào ngôi làng nọ và đi đến gia đình bà La môn nọ xin chỗ ngủ. Khi ấy, người nữ bà La môn đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: "Này các ni sư, hãy chờ đến khi ông bà La môn về." Các tỳ khưu ni nghĩ rằng đến khi ông bà La môn về, rồi đã trải ra chỗ nằm, một số đã ngồi xuống, một số đã nằm xuống. Sau đó, Người Bà La Môn ấy đã trở về vào ban đêm và đã nói với người nữ Bà La Môn điều này. "Những cô này là ai?" "Thưa ông, là các tỳ khưu ni. Mấy người hãy lôi những bà cạo đầu khả ố này ra." Rồi đã cho người lôi ra khỏi nhà. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân, lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống? Sau đó các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý chủ nhân lại trải ra bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội pachitiya ưng đối trị 206 vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni, người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cách rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là Tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ khưu ni, người nữ thánh vô học là Tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ khưu ni. Ở đây, vị Tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng, có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Lúc trời tối, nghĩa là khi mặt trời đã lặn cho đến lúc rạng đông. Gia đình, nghĩa là có bốn loại gia đình, gia đình sát đế lị, gia đình bà la muôn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh sau khi đi đến sau khi đã đến nơi ấy không hỏi ý chủ nhân không hỏi ý người là chủ nhân ở gia đình ấy để cho phép chỗ nằm nghĩa là ngay cả tấm trải nằm bằng lá sau khi trải ra sau khi tự mình trải ra sau khi bảo trải ra sau khi bảo người khác trải ra. Ngồi xuống, vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội Pachitia, ưng đối trị. Nằm xuống, vị ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội Pachitia, ưng đối trị. 207 Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, Vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội bacittiya, ưng đối trị. Khi chưa hỏi ý có sự hoài nghi, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội bacittiya, ưng đối trị. Khi chưa hỏi ý, lầm tưởng là đã hỏi ý Vị ni trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống, hoặc nằm xuống thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Khi đã hỏi ý, lầm tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dutkata, tác ác. Khi đã hỏi ý, có sự hoài nghi, phạm tội dutkata, tác ác. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô tội. 208. Vị ni có hỏi ý sau đó trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống. Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần bóng tối, điều học thứ 8. 209 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của Đa Kapilani, phục vụ Đa Kapilani rất nghiêm chỉnh. Đa Kapilani đã nói với các tỳ khưu ni điều này. Này các ni sư, Tỳ khưu ni này phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho cô này y. Khi ấy, vị Tỳ khưu ni ấy do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác rằng: Này ni sư, nghe nói tôi không phục vụ sư thầy nghiêm chỉnh, nghe nói sư thầy sẽ không cho tôi y. Các Tỳ khưu ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Tỳ khưu ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác? Sau đó, các Tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ khưu, các Tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 210. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni Người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu Ni, người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khưu Ni, người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khưu Ni, là Tỳ Khưu Ni do sự thừa nhận, là Tỳ Khưu Ni do tự mình xác nhận, là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy là Tỳ Khưu Ni. Người nữ hiền thiện là Tỳ khưu Ni, người nữ có thực chất là Tỳ khưu Ni, người nữ thánh hữu học là Tỳ khưu Ni, người nữ thánh vô học là Tỳ khưu Ni, người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ khưu Ni. Ở đây Vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên, bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Do hiểu sai, do được hiểu cách khác, do xét đoán sai, do được xét đoán cách khác. Với vị khác Vị ni than phiền với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội pachistia, ưng đối trị. 211. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni than phiền thì phạm tội pachistia, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni than phiền thì phạm tội paccittiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng chưa tu lên bậc trên, vị ni than phiền thì phạm tội paccittiya, ưng đối trị. Vị ni than phiền với người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dutkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên Phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội đút ca ta, tác ác. 212 Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Phần bóng tối, điều học thứ 9 213 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi không nhìn thấy đồ đạc của bản thân, đã nói với tỳ khưu ni Chandakali điều này. Này Ni Sư, Ni Sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không? Tỳ Khưu Ni Chandakali phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Chẳng lẽ chính tôi là nữ đạo tặc hay sao? Chẳng lẽ chính tôi là kẻ không biết xấu hổ hay sao? Những Ni Sư nào trong khi không nhìn thấy đồ đạc của bản thân những vị ni ấy đã nói với tôi như vậy. Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không này các ni sư nếu tôi lấy đồ đạc của các cô tôi không còn là nữ sa môn tôi bị tiêu hoại phạm hạnh tôi bị sanh vào địa ngục còn cô nào đã nói sai trái về tôi như thế chính cô ấy hãy không còn là nữ sa môn hãy bị tiêu hoại phạm hạnh hãy bị sanh vào địa ngục các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao ni sư Chandakali lại nguyền rủa bản thân, luôn cả người khác về địa ngục và cả phạm hạnh nữa? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói tỳ khưu ni chanda kali nguyền rủa bản thân luôn cả người khác về địa ngục và cả phạm hạnh nữa có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni chandakali lại nguyền rủa bản thân luôn cả người khác về địa ngục và cả phạm hạnh nữa vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni Chandakali bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc về phạm hạnh thì phạm tội Pachitiya ưng ừ, đối trị 214 vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni, người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni, người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni, là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng này tỳ khu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khu ni người nữ hiền thiện là tỳ khu ni người nữ có thực chất là tỳ khu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khu ni người nữ thánh vô học là tỳ khu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bản thân đối với cá nhân mình, người khác vị ni nguyền rủa đã tu lên bậc trên về địa ngục hoặc về phạm hạnh thì phạm tội ba chích ti gia ưng đối trị 215 Người nữ đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về phạm hạnh thì phạm tội ba chích ti gia ưng đối trị người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về phạm hạnh thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về phạm hạnh thì phạm tội Bacchitiya, ưng đối trị. Vị ni nguyền rủa về sự sanh làm loài thú hoặc về cảnh giới ngạ quỷ, hoặc về phần số xui của loài người, thì phạm tội đút ca ta, tác ác. Vị ni nguyền rủa người nữ chưa tu lên bậc trên, về địa ngục, hoặc về phạm hạnh, thì phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội đút kata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội đút kata, tác ác. 216. Vị ni nói để đề cập đến ý nghĩa. Vị ni nói để đề cập đến pháp. Vị ni nói nhằm đến sự giảng dạy. Vị ni bị điên vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần bóng tối, điều học thứ 10 217 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Chandakali, sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc các tỳ khưu ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao ni sư chandakali lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc sau đó các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói tỳ khưu ni chandakali tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc có đúng không vậy Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Chanda Kali lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. sau đó khi đã khiển trách tikkuni chandakali bằng nhiều phương thức, đức thế tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khứ, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc thì phạm tội pachitiya ưng đối trị 218. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ Khưu Ni. Người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khưu Ni. Là Tỳ Khưu Ni do sự thừa nhận là Tỳ Khưu Ni do tự mình xác nhận là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khu ni người nữ hiền thiện là tỳ khu ni người nữ có thực chất là tỳ khu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khu ni người nữ thánh vô học là tỳ khu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này chính mình đối với cá nhân mình vị ni sau khi đánh đấm rồi khóc lóc thì phạm tội Bachitia, ưng đối trị. Vị ni đánh không khóc lóc, thì phạm tội đút ca ta, tác ác. Vị ni khóc lóc không đánh, thì phạm tội đút ca ta, tác ác. 219 Do sự mất mát về thân quyến, hoặc do sự mất mát về vật dụng, hoặc do sự bất hạnh, vì bệnh hoạn hoặc khi được hỏi đến vị ni khóc lóc không đánh vị ni bị điên vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội phần bóng tối là phần thứ nhì